Xin chào cả nhà, hiện nay Nhật Cường và Tiết Cương đang ở trên bờ biển của Vancouver, Canada. Mục đích chuyến đi này là đi thăm các chú hải cẩu và đi ăn một số đồ hải sản như cua, vân vân. Hiện nay chúng tôi đây đây Tiết Cương đây Tiết Cương. Chào mọi người. Hiện tại Tiết Cương đang ở vịnh Union Bay thuộc thành phố Vancouver, Canada. Hiện tại thì chúng tôi đang lang thang trên bờ biển. Nghe nói ở đây có con oyster á, ăn ngon lắm. Mà con nói á, ăn là phải. Mình đi mình lượm luôn, mình lượm con nào ăn con nấy để Tiết Cương đi tìm thử có con nào không nha. Dạ. Nè. Cái này mình nhìn mới động, mình nhìn mình tưởng vỏ ốc chứ thiệt ra là con có con oyster á, này này con này bị ăn rồi nè. Ê, có con này mập ú nè, chưa ăn nè nha. Con này mập ú chưa ăn, bây giờ mình đập ra mình ăn luôn. Ghê quá, sống ghê quá. Bà con coi nha, đập nha, nó ăn luôn. Nhớ nào, cái này đi. Ghê quá, có được giật móng tay nha, Tiết Cương. Ok, rồi bẻ bắt kìa. Đó, mọi người thấy nè. Ồ, đã chưa? Cái này Việt Nam mình gọi là con hào sống đó, bà con. Đó. Bây giờ này rất là đẹp nè ha. Wow. Nhìn rất là ngon miệng. Và thế là chúng ta cứ đưa vô miệng chúng ta ăn thôi. Chứ gì, cái này mình chỉ thiếu một chút xíu wasabi nữa là tuyệt vời, thôi kệ. Mình giả chiến có gì ăn cái đấy. À, ghê quá. Không biết. Ngon, ngon, ngọt, ngọt, ngọt thiệt. Thơm nữa. Ngon quá. Trời ơi, đang quay cảnh ăn ngon quá cái ông nội camera ổng đưa vô miệng ổng luôn rồi, rất là ngon. Ông thèm đây, đây một cảm giác ông gọi là discovery. Ông thèm. Cứ ăn không ai cũng thèm. Tàu đi đó, tàu là tới và chuẩn bị tạm biệt. Tàu đã tới, chuẩn bị tạm biệt, chúng ta ra bè hào. Hiện nay chúng tôi đang ở trên bè, mà hào này thì và cua thì được rộng vào trong cái rọ để dưới biển, gọi là nuôi. Đây là những anh em chiến hữu ở trên bè. Trước mặt bà con là đàn hải cẩu. Nó kêu quá trời kêu, bà con nghe không? Ồ, to quá. Những cái bè này đã bị lũ hải cẩu chiếm dụng. Chèo lên kìa, chèo lên kìa. Tới nữa, tới nữa. Ghê quá. Con lực kìa, lực kìa. Nó sợ quá, nó chạy xuống. Nó có vẻ nặng nề quá ha. Mấy anh nói mấy cái bè này làm cũng là mười mấy ngàn đô, nó chiếm gì là coi như là phải bỏ rồi làm cái bè khác thôi để nuôi thôi. Hải cẩu quá trời, quá trời đông hải cẩu này, chắc kiếm con về đem cho thú về vui chơi. Tiết Cương nó siết à, nó hấp dẫn bán vé trên thu cao rồi Tiết Cương ơi. Nó sợ mình hả, nó chạy hết hả? Đó, tụi nó sợ quá chạy mất tiền hết rồi bà con ơi. Khóc quá trời khóc. Hiện tại tôi đang ở tiểu bang Seattle,
và đi thăm thác Snoqualmie. Đây mọi người xem, thác rất đẹp đó, chảy từ trên xuống dưới. Đây là những du khách đi thăm thác, mọi người quay phim và chụp hình rất là nhiều đó. Đây là những thông tin về thác. Mọi người xem đó, có cái ông nào ông đứng chụp hình thác thấy ghê quá, ông làm điệu thì thấy ghê quá. Đang quay phim chứ không phải chụp hình. Trời ơi. Ăn đi, đó có người chụp kìa, thợ chụp đây chụp đó. Đây cạnh bên trái là núi, bên phải là biển, sóng biển rất là hùng vĩ đó. Hai giá đẹp bạn, cho mà xuống đây chụp đẹp nè, xuống đây là tấm tấm chờ tấm dây à, tấm quá đẹp đó, rất là hùng vĩ. Rất là đẹp. Lấy nguyên cây luôn. Lùi nữa, lùi nữa. Lúng rồi. Đó. Có một cái chòi, không biết chòi gì đây. Thử vô coi, thử coi. Có ai ở đây không? Thua cá độ đá banh về đây ngủ. Có ai không? Không ai hết. chơi nè đó, chơi liền nè đó, thấy tuyết nè, thấy chưa đó, gì mới sợ nhất chơi nè, cậu ba cảnh nè đó.
thấy hùng vĩ chưa? Tuyết này, đó, đó tuyết đó, đã chưa? Đống đá nè, đã chưa? Đó, đã chưa? Đó, đã chưa? Ghê chưa? Thấy núi tuyết ghê chưa? Đã chưa? Đó, đang quay luôn. Bây giờ không có sóng làm sao quay lên quay chim ra chim được? Lạnh không Tuyết Cương? Lạnh không? Đó, tuyết. Đó nè, bỏ vô miệng không? Trời ghê, không tưởng. Đã chưa? Rồi. Được chưa? Lên luôn. Chụp chứ sẽ bị lắm coi. Quất, quất. Vô. Quanh Tráng Lệ. Vô. À. Đẹp quá người ơi. Quá đẹp. Cho tôi quay một vòng. Tôi thấy sự quanh Tráng Lệ nha. Đó. Đó. Quanh Tráng Lệ. À nè 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 nè. Nơi gì nè. Ơ gì mới ghê nè. Alo. San Francisco. Ta đang ở trên cầu Hồ Độ Cao. Cầu này là cầu mà mấy em chơi football cá độ đá banh. Mấy em thích thì Quỳnh Tiền đều chọn cái cầu này là nơi nhảy lý tưởng nhất. Có một lần vào năm 2001 có một em nhảy xếp hạng 1602 người. Em đã nhảy xong xuống được mọi người vớt lên và lần thứ hai em đã thực hiện phi trường thành công tốt đẹp và giữ được Guinness 1602 người nhảy xuống cầu này. Đây lái lụa, đây là tay lái lụa. Từ Seattle qua tới San Francisco nguyên một ngày trời, đi từ 6 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi đêm tới đây. Đi tới đâu đi shop tới đó, đi tới đâu ngừng tiểu tiện và ăn uống tới đó, đi tới đâu và ngắm cảnh tới đó. Đây là Tây Phượng dân chơi ở Hồ Chí Minh City and Hồ Con Rùa. Và sau đây phía sau đây mình đã thua một chầu Starbucks với anh phía sau. Từ Seattle tới San Francisco một chầu Starbucks và chúng ta đã tới trên một đám nơi du lịch đông quá chụp hình trên cầu San Francisco. Đông rồi San Francisco sáng sớm bà con đã ngủ hết nhưng là phấn khởi để được ra chụp với cây cầu. À, đẹp quá. Chỗ này là đẹp. Một rừng quạt. Bạn thấy rừng quạt chưa? Quạt đẹp. Quá hoành tráng, quá giỏi. Để rung cho các bạn xem nha. Đâu bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, quạt đâu, quạt đâu, chú Quỳ đâu mất tiêu rồi, chú Quỳ đâu, Quỳ đâu, chú Quỳ trốn hả? Cái này nào, đó. Thấy chưa? Quạt quá nhiều, cầm máy quay cho giúp cho lợn người đó, hiểu không? Được. Nhiều vậy không? Cả
Sau 3 ngày, chúng tôi đi xuyên bang xuyên nước từ Vancouver về Seattle, đến San Francisco, đến Las Vegas. Giờ chúng tôi tận hưởng. Xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành với Nhật Cường. Nhật Cường xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị hãy nhớ subscribe, đăng ký theo dõi nha. Xin chân thành.